Chào mừng quý vị khán giả của kênh Phong thủy May mắn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Chọn tuổi xây nhà năm 2021. Các bạn thân mến, việc chọn tuổi làm nhà, chọn tuổi động thổ, chọn đất hợp tuổi để xây nhà là một việc làm vô cùng quan trọng. Dựa theo quy luật vận động của vũ trụ mà mỗi năm các thiên tinh bay đến từng phương vị khác nhau. Vì vậy, các trường khí thiên tinh gây nên ảnh hưởng trực tiếp đến vận đất, vận người từng năm, từng tháng, từng ngày và từng giờ cũng khác nhau. Nắm được quy luật vận động của các thiên tinh và được sự tư vấn tận tình của các thầy gia cát cùng các thầy trong phong thủy nổi tiếng nhất Việt Nam trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thể theo nguyện vọng của quý vị khán giả muốn biết năm 2021 xây nhà hướng nào tốt, chọn tuổi nào động thổ thì cát, xây nhà vào năm tháng ngày giờ nào và rất nhiều câu hỏi có liên quan đến việc xây nhà trong năm 2021. Hôm nay, Phong thủy May mắn tiếp tục ra mắt video hướng dẫn chọn hướng nhà, chọn tuổi làm nhà năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Trước khi làm nhà, động thổ, cải tạo, xây cất, sửa sang nhà cửa thì gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 phải xem mình có phạm tuổi đại kỵ hay không, đó là tam tai, hoang ốc, kim lâu. Bởi vì ba tuổi đại kỵ trên nếu gia chủ mà làm nhà thì sẽ hạn tam tai. Nếu gia chủ đang phân vân tuổi 1986 xây nhà vào năm nào và chọn đúng ngày, đúng năm trùng với tuổi hạn tam tai thì gia đình sẽ gặp nhiều điều xấu và không may mắn. Vận xui sẽ đeo bám tất cả mọi người, dễ gặp các biến cố hay là các tai họa không thể lường trước được. Còn hạn kim lâu, nếu gia chủ tuổi Bính Dần 1986 mà làm nhà xây cất nhà cửa vào năm kim lâu thì quanh năm ốm đau bệnh tật, sức khỏe suy yếu, sinh khí giảm sút, ngay cả người thân trong nhà cũng bị lây. Còn về hạn hoang ốc, nếu gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 mà làm nhà xây cất nhà cửa vào năm hoang ốc thì ngôi nhà sẽ không được tốt lành, lạnh lẽo, hoang vắng, giảm sinh khí, dễ bị ma quỷ sống cùng trong nhà. Năm 2021, tuổi Bính Dần không bị phạm kim lâu tam tai nhưng lại bị phạm vào hoang ốc, bị phạm một trong ba đại kỵ lớn nhất. Vậy nên muốn xây nhà thì cần phải mượn tuổi khác cát lành hơn theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Tiếp theo thì ta sẽ xét đến vận đất. Theo lưu niên, mỗi năm các thiên tinh đáo đến khác nhau gây nên những ảnh hưởng trực tiếp với từng hướng nhà và từng tuổi, xem xét cụ thể như sau. Đối với nam mệnh tuổi 1986 Bính Dần, mệnh khôn thổ có bốn hướng tốt, đó là Tây Nam phục vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên và Đông Bắc là sinh khí. Còn bốn hướng xấu đó là Đông họa hại, Bắc tuyệt mệnh, Nam lục sát và Đông Nam là ngũ quỷ. Xét về hướng Tây Nam thì gồm ba sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu Thái Tuế tại Sửu, những nhà tọa Sửu hướng mùi không nên xây mới hay sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng thân, tọa Sửu hướng mùi phạm mộ long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được các lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được các lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Bính Dần xây nhà và ở hướng Tây Nam thuộc Tây tướng mệnh hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc, hướng đông nam tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới thì coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu, nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà gương pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để có thể hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Còn xét đến hướng Tây thì gồm có 3 sơn canh dậu tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, những nhà tọa giáp hướng canh bị phạm mộ long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể bạn tuổi gì. Những nhà tọa mão hướng dậu, tọa ất hướng tân xây mới rất tốt, vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt xây được trong năm nay thì nên xây. Tuổi Bính Dần sinh năm 1986 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ hướng đông bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách thì khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Tiếp theo đó là hướng Tây Bắc gồm có 3 sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu phạm mậu kỷ đô thiên sát. Ngoài ra những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn phạm vào mộ long biến vận sát, nên những nhà hướng Tây Bắc vào năm 2021 thì không nên xây mới hay sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Tuổi Bính Dần xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim,
hướng Tây Bắc tượng Quái Lạc Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn các lành hơn. Trong trường hợp mà ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để có thể hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Còn xét sang hướng Đông Bắc thì gồm có ba sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Tân Sửu 2021 bị phạm thái tuế và sao lực sĩ, hơn nữa bị phạm vào bộ long biến vận sát. Vì vậy, không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Tuổi 1986 Bính Dần nam mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng Đông tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa, tài lộc hơn. Còn xét sang hướng Đông thì gồm có ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, năm 2021 bị phạm tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó, những nhà hướng Đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp, năm 2021 bị phạm vào mộ long biến vận sát. Để có thể hóa giải những sát tinh này thì cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng Đông. Người tuổi Bính Dần sinh năm 1986 mà ở nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp mà đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Hướng tiếp theo đó là hướng Bắc gồm 3 sơn Nhâm Tý Quý 337,5 đến 22,5 độ, năm 2021 sao Nhị Hắc bệnh phù đáo đến. Vì vậy, việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Tuổi Bính Dần mà xây nhà hướng Bắc thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật. Con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Bính Dần khi mà xây nhà hướng này thì cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp mà gia chủ đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Hướng tiếp theo đó là hướng Nam gồm 3 sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ, năm 2021 sao Nhất Bạch đáo đến. Nhất Bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng Nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh bị phạm vào mộ long biến vận sát. Mộ long theo hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm mộ long biến vận khi muốn xây mới vào năm Tân Sửu thì cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tọa Nhâm hướng Bính xây mới năm 2021 rất tốt. Tuổi Bính Dần nam mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy tượng quái Lạc Hàm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải lựa chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi
Bính Dần đang ở nhà hướng Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Tiếp theo chúng ta cùng xét tới hướng Đông Nam, đó là gồm có ba sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa, nhà tọa tuất hướng Thìn bị phạm vào Mộ Long biến vận sát nên càng hung họa. Những nhà mà hướng Đông Nam vào năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Với Nam Mạng Bính Dần, xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp, kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa vào năm 2021, nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi mua ở nơi khác cắt lành, hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp mà tuổi Bính Dần đang ở nhà hướng Đông Nam thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xét sang tuổi Bính Dần sinh năm 1986, nữ mạng thuộc cung Khảm Thủy, có bốn hướng tốt, đó là Bắc Phục Vị, Đông Thiên Y, Nam Diên Niên và Đông Nam là Sinh Khí. Còn bốn hướng xấu đó là Tây Họa Hại, Tây Nam Tuyệt Mệnh, Tây Bắc Lục Sát và Đông Bắc là Ngũ Quỷ. Đầu tiên thì chúng ta cùng xét đến hướng Bắc, gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý, 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao Nhị Hắc bệnh phủ đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Tuổi Bính Dần sinh năm 1986, xây nhà hướng Bắc thuộc Đông Tứ Mệnh, hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung. Nam giới thì coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa dương tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu, nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để có thể hóa giải những sát khí và hình thế loạn đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng Đông thì gồm có ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó, những nhà hướng Đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này thì cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho hướng nhà Đông. Tuổi Bính Dần sinh năm 1986 mà xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh, hợp hướng được Thiên Y thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng Nam thì gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 sao Nhất Bạch đáo đến, Nhất Bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng Nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo Hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm Mộ Long biến vận khi muốn xây mới vào năm Tân Sửu 2021 cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tọa Nhâm hướng Bính xây mới vào năm 2021 rất tốt. Tuổi Bính Dần sinh năm 1986, xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh nên hợp hướng được Diên Niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc.
Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn, vất vả nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp chấn trạch, vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Còn xét sang hướng đông nam, đó là gồm có ba sơn thìn tốn tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa, nhà tọa tuất hướng thìn bị phạm vào bộ long biến vận sát nên càng hung họa, nên những nhà hướng đông nam vào năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Tuổi Bính Dần 1986 nữ mạng ở hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao tham lam thuộc mộc hướng đông tự quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng Tây thì gồm có ba sơn canh dậu tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu những nhà tọa giáp hướng canh bị phạm bộ long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể bạn tuổi gì. Những nhà tọa mão hướng dậu tọa ất hướng tân xây mới rất tốt, nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt xây được trong năm nay thì nên xây các bạn nhé. Người tuổi Bính Dần sinh năm 1986 mà ở nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại là sao lập tồn thuộc thổ hướng Tây Nam tượng quái là khôn, chủ vì tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Xét sang hướng Tây Nam thì gồm có ba sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, Thái Tuế tại Sửu, những nhà tọa Sửu hướng mùi thì không nên xây mới hay sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng thân tọa Sửu hướng mùi phạm bộ long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được cát lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Bính Dần sinh năm 1986 xây nhà hướng Tây Nam thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tượng quái là đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Kỷ Sửu khi mà xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Còn trong trường hợp mà gia chủ đang ở nhà hướng Tây Nam rồi thì cần phải có phương pháp chấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Hướng tiếp theo đó là hướng Tây Bắc gồm có ba sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu phạm Mậu Kỷ đô thiên sát. Ngoài ra, những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn phạm Mậu Long biến vận sát nên những nhà hướng Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Tuổi Bính Dần 1986 nữ mạng xây nhà hướng này hạn vào lục sát thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tương quái là khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ mà vẫn quyết định xây ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp.
Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Bính Dần đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Tiếp theo đó là hướng Đông Bắc gồm Ba Sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Tân Sửu 2021 bị phạm Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới bất kể bạn tuổi gì. Về nữ mạng, Bính Dần 1986 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thổ hỏa tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa vào năm 2021, nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Còn về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Còn trong trường hợp tuổi Bính Dần sinh năm 1986 đang ở nhà hướng Đông Bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2021 Tân Sửu, hầu hết các hướng đều phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long biến vận sát là sát khí của Hồng Phạm ngũ hành, khi nạp âm của Thái Tuế khắc với nạp âm của Mộ Vận Long, tọa của nhà. Điều này qua thực nghiệm cho thấy, khi phạm phải sát này thì tai họa liên miên, đặc biệt là thị phi, ảnh hưởng rất lớn đến hòa khí của gia đình, quan vận sự nghiệp thì trắc trở, ly hương. Năm 2021 Tân Sửu, nạp âm Thái Tuế là Thổ khắc Mộ Vận Thủy, Nhâm Thìn, nạp âm Thủy, các sơn Giáp Dần Thìn Tốn Tuất Khảm Tân Thân Sửu Quý Khôn Canh Mùi, năm 2021 không nên khai sơn lập hướng. Về Thái Tuế sát, Thái Tuế là tối đẳng thượng thần, là thần sát thượng đẳng nhất trong năm, bất nghi xâm phạm. Đây cũng chính là vị trí của sao Mộc trong hệ thiên tinh, uy lực mãnh liệt, do đó phạm vào thì thị phi, quan tai, tật ách, nặng ảnh hưởng đến tính mạng. Năm Tân Sửu 2021, Thái Tuế tại phương Đông Bắc chính vị trí Sửu trên la bàn, nên không xây mới hay tu tạo sửa chữa những nhà hướng Đông Bắc bất kể là bạn tuổi gì. Còn về tam sát, gồm có kiếp sát, tai sát, tuế sát, năm Tân Sửu 2021 lưu vào phương Đông Bắc, Đông và Đông Nam với ba sơn Dần, Mão, Thìn, chủ về tai họa, sát khí của năm, cần kiêng kỵ xây nhà mới phần tọa phạm những sát này. Bởi khi phạm tam sát thì sẽ gây họa đến đồng thời cả ba loại sát cùng một lúc, tác hại vô cùng lớn. Năm 2021 Tân Sửu, những nhà có sơn, dần, mão, thìn không xây mới, cũng hạn chế tu tạo sửa chữa ở phương này, tránh tai họa. Còn về Mậu Kỷ Đô Thiên, Mậu Kỷ Đô Thiên là sát từ trung cung, khí sát của thiên can Mậu Kỷ, hàng năm con ong không bay về phương Mậu Kỷ để tìm mật. Mậu Đô Thiên sát nam mệnh, Kỷ Đô Thiên sát nữ mệnh, đặc biệt kiêng tháng Mậu Kỷ Đô Thiên, tai họa là lớn nhất. Vào năm 2021 Tân Sửu, Mậu Đô Thiên tại Tuất, Kỷ Đô Thiên tại Hợi, nhà hướng Thìn Tỵ tuyệt đối không xây mới vào tháng Tuất Hợi, tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Còn về Ngũ Hoàng Đại sát, cũng là sát khí của trung cung, là khí của Mậu Kỷ đến hướng, đây là thiên khí sát vận đại hung không thể xâm phạm. Không khai sơn lập hướng hay là tu tạo, nếu phạm phải khí này, nặng thì mất người, nhẹ thì ung tật, thị phi liên miên không dứt, dẫn đến tổn tài quan vận, sự nghiệp thì trắc trở. Năm 2021 Tân Sửu Ngũ Hoàng Đại sát đến phương Đông Nam, tuyệt đối không xây mới hay tu tạo sửa chữa. Để việc xây dựng được hanh thông may mắn từ ngàn đời xưa các cụ nhà ta, ngoài sử dụng xem ngày giờ động thổ còn sử dụng phương pháp trấn trạch chi bảo. Trong phong thủy, trấn trạch chi bảo có ý nghĩa là đảm bảo cho căn nhà cơ quan được vững vàng, người sống trong nhà được bình an, thịnh vượng. Việc trấn trạch còn có mục đích là giữ nhà, xua đuổi tà ma, chiêu phúc đến cho gia chủ, chặn những điều không tốt vào trong nhà, giúp cho những người ở trong nhà được bình an, may mắn, thâu thu, tài lộc. Ngoài phương pháp trấn trạch chi bảo, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng tư vấn thêm cho gia chủ sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để tăng cát khí cho ngôi nhà. Còn trong trường hợp mà gia chủ ở nhà không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, ngũ quỷ, lục sát, tuyệt mệnh, ngoài sử dụng phương pháp trấn trạch trên thì gia chủ cần phải treo trước cửa nhà gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải.
Trước đây, Phong Thủy May Mắn đã hướng dẫn anh chị việc tính toán về việc xây mới và sửa chữa các hướng nhà năm 2021 cũng như là việc hóa giải khi ở trong nhà không hợp hướng. Tổng hợp lại, năm 2021 có hai hướng cấm kỵ xây mới hay là sửa chữa, đó là Đông Bắc và Đông Nam. Hướng Bắc xây thì đại cát, các hướng còn lại nếu chọn năm tháng ngày giờ tốt xây mới hay sửa chữa cũng rất cát lành. Việc xây nhà và lựa chọn thời điểm cho năm tháng ngày giờ động thổ là hết sức quan trọng. Ngoài việc xem hướng nhà có xây được hay không thì chúng ta còn phải xem tuổi nào xây thì cát nhất, tuổi nào không xây được. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, anh chị hãy gọi điện đến hotline của chương trình. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ anh chị tốt nhất về việc xem ngày động thổ, tư vấn về bố trí, bố cục và nội thất hợp với phong thủy để có thể hóa giải những hung họa bất ngờ ập tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Phong Thủy May Mắn trong suốt thời gian qua. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về phong thủy, tử vi, tứ trụ, bát tự và những kiến thức tâm linh mới nhất giúp cho chúng ta có được cuộc sống tốt hơn. Chúc quý vị và các bạn có nhiều may mắn, tài lộc trong cuộc sống.